Shop mà shop mà sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nha. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì để cho thay đổi mới làm một chút thì mình sẽ cầm một vị tướng đó là Zuka các bạn nghe, Zuka đi rừng nha. Thì nói chung là mình không hiểu sao mà cảm giác như là cái trận đấu này của team mình nó đi lộn xa lộn xộn, đánh không khác gì là một trận đấu át ra anh em ạ. Nắm đang tập trung ở mid không biết là kéo kiếp các thứ ABCG nó đập nhéo tư lên của anh em xem. Đấy, thì đầu tiên thì mình vẫn cứ đi cấp lưng bình thường vậy thôi các bạn ạ. Đến được cương lao thì chỉ có là cướp endbox thôi, không có cái chuyện là đi farm, không bao giờ farm hoa đường đâu các bạn ạ. Bây giờ là cái thời đại của văn minh đâu, chúng ta không bao giờ chơi cái hoa đường như cái thời xa xưa đâu. Còn bây giờ là cái thời đại 4.0 là phải đi cấp lương đó. Đấy. Như bạn đã biết thì Zuka là một trong những vị tướng nó rất là mạnh từ xuyên suốt từ tất cả các mùa vừa rồi. Và Zuka thì hầu như nó sẽ rất ít khi bị nét, rất ít khi bị chạm tới. Hầu như Zuka là một trong những đứa con cứng của Garena đó các bạn nhé, dành các bạn nó chưa biết. Đấy, cho nên là các bạn mà luyện tập vị tướng Zuka này thì cũng khá là đây tím nó cướp rừng anh em ơi, tím nó cướp rừng này. Đấy, khi mà cướp xong ấy thì mình cũng nói ra bất kể chơi vị tướng nào thôi, chúng ta sẽ quá thù lại con búa đỏ của mình. Đấy, nếu mà ăn nhánh còn không thì có thể là bỏ, nhưng thôi cái phá này thì nó bỏ rồi. Ôi cái ông này đồng đội của mình các bạn ạ, chơi thì nay thì có phải giết người hay không, táo tỉnh gà rồi đâu kìa. Rồi khả năng là cái game này là kiểu ôi rồi máy quá, máy anh bị cướp cái phá này các bạn nhé. Đấy thì trận đấu này thì bên kia sẽ có là một cái gian gọi là một cái gian tưởng nó chúng khá nhìn hơn Timmy một chút, đó chính là gọi là rắc rồi là các thứ rát rừng rồi là linh tinh. Nói chung là game này Zuka nó cũng rất là khó chơi một chút đấy các bạn nhé. Cho nên để đòi hỏi các bạn chơi thì đến mua mấy rồi các bạn sẽ có kỹ năng rất cao rồi. Đấy Timmy thì phá nhau đấy, đánh như là ALL 5 năm đấy các bạn, nó mít mũm không thể đi đâu nữa. Đường rồng đường kinh công các thứ ABC nó đập nhau, nó các bạn nhìn đến bản đồ con ấy, nó phang nhau râm đến đấy. Ôi đây chơi luôn bắt lè này, đây rồi chưa ba nó phá này rồi, hồi chưa ok ngon lắm, ăn được luôn nhá. À cái thằng này lão rồi, có cho mình một mảng này anh em nhá. Bằng ngọc và video của Zuka thì mình đã để ở phần clip rồi, các bạn có thể tham khảo các bạn nhé, và mình sẽ không nói quá. Và clip này thì mình muốn gửi gắm cho các bạn một chút gọi là một cái sự mới mẻ để đi lưng một chút, bởi vì là 3 tập vừa qua chúng ta đều xem Nakadot rồi, thì ngày mai ngày mốt thì chúng ta sẽ xem những trận đấu Nakadot của mình rất ôi rồi xong. Thôi chào ra ta đi, không đủ chiếu đấy anh em ạ, quả này không đủ chiếu đâu, tiếc quá chứ mình có chiếu bá cái phải để ngon lành canh đào luôn đâu. Không sao, mình cứ phá mít thôi. Thực sự là Zuka các bạn đều biết rằng là nói chung là nó chỉ mạnh khi có kiếm, khi có cái đao truy hồn nhé các bạn nhé. Thực sự hiện tại bây giờ nó vẫn chưa đủ đam đâu, nhưng cái pha này mình khẳng định nó sẽ đủ đam khi bắt tăng đây thằng xạ thủ trước rồi. Cảm giác mình là muốn ăn cái thằng Grac cái pha đấy đấy các bạn ạ. Nhưng không sao, nếu mà mình ăn thằng Grac cái pha đấy thì thằng AD mình chết cái pha đấy rồi, không sao, 2-0 rồi. Đấy tím mình thì chết 3 mạng rồi. Rồi, từ bình tĩnh, phám thôi. Nói chung là các bạn nhé, khi các bạn đi đánh đơn thì cái chuyển rã đứng mid, ngoài cái việc các bạn ăn lỉnh mid thì các bạn có thể là giúp cho đồng đội của mình đẩy nhanh hơn nhé. Lươn lẹo. Đó là suy nghĩ với cái mặt tích cực, còn cái mặt tiêu cực thế này, mé cái thằng rừng toàn đi ra cái ad mid. Đấy, đó là suy mặt tiêu cực các bạn nhé. Thôi ta cứ suy nghĩ tích cực và chơi game thôi, đấy, quan trọng gì. Như các bạn thấy các giải đấu chuyên nghiệp thì người ta vẫn cứ rưng vẫn ăn mít bình thường mà các bạn mà. Lào được rồi, cứ bình tĩnh các bạn. Ôi lại đập nhau các bạn ạ. Tình hình trận đấu này thì mình sẽ phá thêm một chút và mình sẽ bắt đầu đi đập nhau thôi. Nói chung theo một cái trận đấu ấy, ví dụ như cái trận đấu này, nếu mà gọi là chơi theo cái lý thuyết của mình ấy, là gọi là Zuka mình sẽ để cho phá một chút. Đấy, khi phám tầm 20 euro thì lúc đó sẽ có bắt tầm, đó là theo lý thuyết. Nhưng mà lý thuyết va vào trận đấu này là toàn nó đánh nhau từ đâu đến cuối các bạn ạ. Giống như kiểu là cái bọn này, nó cái kiếp trước, nó thu hăn gì nhau ấy. Rồi va vào một cái trận đấu này. Ủa, đây, các bạn bình tĩnh nhá, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh để mình combo thật cái bình tĩnh cái bạn đây này. Từ, một combo bình thường thôi, rồi, còn chưa ba. Thằng G đắp thằng Minh Đèo đấy rồi, từ, chiêu hai hồi, lướt giáp, lao lên lướt giáp, từ, bình tĩnh, ôi. Rồi xong rồi, cũng có đi toang rồi, ok, chưa ba. Không được, máy quá. Chơi được, bằng xương. Trời ơi, máy quá anh em rồi. Đấy,
anh em hết sức bình tĩnh với những cái phá này nhá, để mình có thể là đẩy cái phá này mà không bình tĩnh thì chết như chơi luôn các bạn nhá. Đấy, nó dồn một phát là không kịp chơi đấy. Rồi, hiện tại thì mình có cái đa là 500. Một cái KDA nó thực sự nó rất là đẹp. Không có một cái màng hỗ trợ nào các bạn nhé. Ôi, thằng này hồi sinh nhanh thế. Rồi, nói chung là đâu trận đấu thì các bạn có thể nhìn thôi. Nói chung là giống như là kiểu 1v5 về. Cảm giác như là tối cú đớn quá các bạn. Chơi game 5 thằng thì thằng AD thì đúng là luôn luôn mẹ con bố sách. Mình chưa bao giờ gặp một cái trận đấu mà thật á. AD thì đúng lo farm, nó ló ké con bùa sánh của team mình các bạn ạ. Trời ơi, mình không bao giờ sợ bất kể một cái thằng team địch nó đánh hay, đánh giỏi hay đánh kiểu sánh cờ nào, mình chưa bao giờ sợ đâu. Cái mình sợ duy nhất là chính là đồng đội các bạn nhé. Đấy, cái gì để mắc đây? Tàu quật mình luôn đấy. À, thì là mày chọn cái chết à? Được, bình tĩnh, lại đánh nhau, lại thắng nhau trăm lâm đến. Thôi, tôi kể các bạn đã có chứ tôi không biết cái gì hết. Rồi, cái bình tĩnh anh em nhá, cứ đi phá một chút thì đạo đôi lúc chúng ta cũng sẽ có bắt, nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải lấy đầy lính các bạn nhá. Đấy, chẳng hạn như những cái pha này này đi đánh nhau làm gì nào. Đấy, chúng ta phải biết một cái điểm dừng, chơi cái gì thì chơi nhá, nhưng mà phải có một cái điểm dừng đấy. Thằng bên lào nha, nó chết ui cái chữ ba vớ vẩn. Rồi, tiếp theo các bạn nhá, đường mít thì mình đập tía thì một thằng màu giấy, thì bây giờ không biết lá sẽ như thế nào đây. Còn cái thằng xạ thủ rồi, chết rồi, xạ thủ chết rồi. Mình rồi, còn chưa bán này. Ốp, tôi không đủ đám kìa. Rồi, ok, có hai mạng ngon. Rồi, 800 đây anh em nhá. Cái tí binh chết cái 10 mạng đấy anh em ạ. Hay cái gì mà hay các ống chơi, không khác gì 1-5 ở giai đoạn đầu game các bạn. Không biết trận đấu này nó sẽ như thế nào đấy. Hy vọng là dừa game thì bắt đầu là mình sẽ tiết chế lại cái mạng của mình và mình sẽ nhường mạng cho tí, nhưng mà thực sự không thể nhường được. Ngày dư mình đánh toàn là solo kill chứ không phải là lao vào cả ép đâu các bạn. Cho nên tí nữa mà đánh thì mình sẽ nhường màn cho đồng đội sạch. Cho đánh như thế này thì hỏng. Các ông này mình thề các bạn nhé, lại tập trung 4 thằng các bạn nhìn cái bản đồ con mình. Lại tập trung để chơi, lại đập nhau các bạn. Thì bọn này mình nói thật không biết là đánh cao thủ các bạn á. Đánh cao thủ mà vẫn còn cái lối đánh kiểu là củ lù hủ các bạn. Từ từ bình tĩnh nhá. Từ từ 3 thằng ấy, bên cái mảng của mình đứng có 3 thằng. Thằng rừng với là ADSP nhá, từ bình tĩnh để mình tính. Rồi, nó ra rồi. Lao lên. Ôi, thằng mắc. Rồi, lùi anh em ơi. Cái phá là đột kích hơi bị phéo, thằng mắc nó ấy hết rồi. Từ phá một chút, thằng rát thì mình một con bó chết rồi, không bật DCS. Rồi, mình lấy phức hợp rồi, có phức hợp hai món đó. Đây là cái thời gian nó mảnh, gọi là mảnh gần nhất của Zuka các bạn nhá. Đây, một con bó khả năng chết. Rồi, choáng. Rồi, chưa ba luôn. Nhanh, gọn. Rồi, lùi. Ôi, may quá. Nice. Ship cứu rất tốt. Kìa, thằng thức rồi kìa. Rồi, ra ta đi rồi. Xa thủ AD mình. Rồi, không sao, hay quá. Đấy các bạn. Nói chung là thực sự là hiện tại bây giờ thì mình mang cái thế trận là 10-10 rồi. Mình ăn 9 cộng. Ôi, ship kìa. Rồi, ship ra đi rồi. Rio mà, lao lên một con bá được chưa bà. Hay thằng quá đẹp luôn các bạn ơi. Hay quá anh em ơi. Rồi. Đấy các bạn nhé, một trong những cái pha combo Zuka nó sườn nhất. Thật cảm giác cái Zuka mà lướt chiêu 2 lên các bạn. Dùng chiêu 3 mà nền đủ 3 hoặc 2 thằng. Phế vai trưởng rồi chưa ba luôn. Đấy, qua đây. Đấy các bạn thấy nhá. Zuka ấy, mình sẽ phân tích cho bạn biết một chút rằng là khi Zuka đi đường và Zuka đi rừng thì nó khác nhau hoàn toàn các bạn nhá. Thực sự cái đao tri hôn này các bạn nhá, để cho nó mắc tâm ấy thì nó sẽ công vật lý của nó là bao nhiêu nào? Về 100 mấy chục có vật lý ấy. Và nó mồi đòn đánh thì nó sẽ gây thêm phần trăm máu nhá. Nó rất là mạnh. Đòn đánh đầu tiên chẳng hạn là cái pha từ đây chiếu lướt một chiếu ba luôn. Đấy các bạn thấy chưa, rất là mạnh. Và nó mạnh hơn đi đường một cái nữa các bạn nhá. Nó chỉ thua cái đi đường là cái bộ trợ đấy nhá, thua đúng cái bộ trợ tốc biến thôi, là gây đột biến thôi. Còn mình là thật các bạn nhá, đi rừng thì cái lượng sát thương của Zuka nó bị lỗi. Hiện tại bây giờ Garena nó chưa khắc phục được cái lỗi đám này của Zuka. Anh em nào thực sự là các bạn chỉ thấy đi rừng chứ các bạn chưa biết được gọi là cái đấy là cái mèo lùi đám của Zuka đấy. Khi Zuka kết hợp với đao tri hôn, cái lượng đám của nó rất là lùi. Chẳng hạn như con rát này thì mình đập cho nó một đúng hai phát, không có cái phát từ ba nhá, không có một cái phát từ ba luôn. Và một combo của Zuka, cái lượng sát thương nó có thể đạt được yêu cầu, giết được hai thằng phun máu. Lùi là lùi ở chỗ đấy anh em ạ. Bởi vì thứ hai là khi các bạn đi rừng nhá, các bạn ăn được một cái con búa sánh được 20% thời gian giảm mỗi chiều ấy, thì lượng chiêu thức cái chiêu bá của nó tầm khoảng 7-8 giây hôi một lần thôi. Đấy, tầm dư còn tầm khoảng 7-8 giây thôi. Thì khi các bạn có mắt dài hơi thì các bạn cứ nhảy liên ta liên tục luôn. Đấy, cho nên Zuka nó rất là lùi đám ở cái phiên bản này. Và hiện tại nói chung nó lùi được mấy mùa thôi. Nhưng đi lưng nhá,
Đấy, không biết các bạn đã biết hay chưa, nhưng cái này trước mình có live stream, mình đã có tham mưu và nói các bạn ở trên live stream rồi, là Zuka đi rừng là bị lồi đám. Đấy, là một vị tướng lồi đám ấy. Khi chúng ta chơi ấy, bất kỳ một cái game MOBA nào ấy, thì hầu như những cái người chơi chuyên nghiệp, người ta đều vịn vào cái meta là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vịn vào cái những cái vị tướng lồi đám. Đấy, và thường những vị tướng lồi đám sẽ là những vị tướng meta. Cho nên mình nói thẳng các bạn luôn, ngoài Nakaroth thì Zuka là một vị tướng rất là mạnh khi đi rừng. Những cái điểm yếu của Zuka đi rừng ấy, nó bị hạn chế rất là nhiều bởi vì cái việc đầu game của nó không có thời gian hồi chiếu, nó chiếu thức nó hồi thứ nhất rất là lâu, thứ hai là farm rất là chậm, nó sẽ bị áo vàng về đối phương. Nếu các bạn kiểu là hai bên mà farm cùng nhau, Zuka farm chậm ở đầu game lắm. Thằng này lao tập một, các bạn thấy chưa, chiếu một quyệt phát đã chết, kinh gì luôn các bạn ạ. Đấy thì hiện tại thì 14-01 rồi, thì team mình ăn được hai mạng thôi. Và mình có trong team 15 mạng, mà nếu mà tính theo phần trăm thì mình có 99% mạng ở trong team rồi. Các bạn thấy kinh khủng như cỡ nào không? Rồi cái thằng xạ thủ cái phá này rồi, đi rồi đấy. Lướt lên phát, chào em cô gái lắm không? Không cần chữ ba nhé. Đấy, bởi vì là thực sự là Zuka ở cái này thôi, thì nói chung mình đã nói là một bộ combo nó đủ sát thương giết được hai người. Đấy, nói cho các bạn biết như vậy để quan trọng tính toán sát thương. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, cho nên là các bạn nắm được cái mặt yếu và điểm yếu và điểm mạnh của vị tướng, các bạn chơi tốt. Đây chưa bán đến đây thôi, trời ơi, dính được một tấc rát rồi, xong em đâu cái pha này, còn mình còn băng xương, mình còn băng xương pha này, mình còn băng lag à, hay là vừa có không, 11 phút rõ ràng còn băng xương mà để mắt ta, vô lý nha, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Zuka đầu game đi gánh khá là ổn bởi vì nó sẽ sử dụng 3 chiêu thức. Khi mà level 3 thì nó đã có 3 chiêu thôi. Chiêu 1 dùng được 2 lần, chiêu 2 dùng 1 lần là 3 chiêu thôi. Thì là trung tâm level 3 ấy, là Zuka nó có thể đi gánh, nó có thể là ổn áp hơn các vị tướng khác ở level 3 thôi. Còn đặc biệt lên level 4 ấy, thì nó có chiêu 3 thôi, thì lúc đó thì nó sẽ đi gánh tốt, khá là tốt đấy. Cho nên là các bạn cân nhắc về cái việc khi Zuka đầu game farm đủ đô thì các bạn phải đi gánh luôn. Đấy, bởi vì Zuka chắc chắn rồi, các bạn mà phám mày bắt xương thật, mày có hai chứ. Bởi vì khi mà Zuka các bạn chỉ auto farm ấy, đến phút thứ 6 các bạn chỉ được tầm 4 cái van thôi. Cho nên các bạn phải cân nhắc cho mình là không nên cầm Zuka đi farm nhá. Các bạn có thể cầm Nakaroth đi farm được, mình chấp nhận, nhưng Zuka thì không thể làm được điều đấy, bởi vì nó rất là yếu. Cho nên các bạn hãy cân nhắc cho mình điều đấy. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi các bạn nói chung cái lỗi cái thằng mắc vô duyên này thật đấy, ôi sao thằng chuẩn chạy nhanh, ôi chết đâu rồi, toang rồi, máy quá chứ, cái thằng này sát thương chuẩn kính lắm anh em ạ, máy quá. Cái thứ hai nhá, Zuka các bạn phải hiểu cái lối chơi khi nó đi rừng ấy, thì nó phải là đi bắt lẻ. Zuka là một vị tướng nó gây đột biến rất là cao khi đi đường nhá, còn đi rừng thì nó sẽ rất là mạnh khi bắt lẻ. Mà bắt lẻ ở đâu ạ? Đương nhiên là bắt lẻ trong rừng nào đó. Khi tất cả các bạn đi rừng ấy, một trận đấu 80% trận đấu thắng ấy, thì các bạn phải đi vào rừng nó để bắt lẻ ở trong rừng ấy. Không những bắt thằng rừng nó, mà chúng ta sẽ bắt được thằng mid, hoặc bắt được thằng top, hoặc là bắt thằng xạ thủ của nó đang farm rừng. Đấy, cho nên là trong cái khu rừng của team địch ấy, là một cái tài nguyên vô tận, có thể giúp cho chúng ta kiếm được rất xanh xáo ở trong đấy. Cho nên các bạn chơi bất kể cái vị tướng gì ấy, khi các bạn đi đánh đơn thì các bạn đừng bao giờ chơi ở những cái điều, đừng mà nói chung là gánh rồng hay gánh chiến công, cái đó mình không phủ nhận, nhưng mà mình không khuyến khích các bạn có thể là gánh nhiều ở những cái đường đấy. Đấy, cho nên các bạn hãy vào đừng, các bạn chơi độc lập, các bạn chơi là một trong những người chơi chủ động ấy, các bạn sẽ chơi sẽ tốt. Đấy, các bạn thấy đơn giản easy. Đấy, một trận đầu các bạn thấy đâu game để tí mình đánh nhau chưa? Đấy, chả khác gì một đánh năm, một vét năm nha các bạn nhé. Một vét năm ở đánh áo thủ đấy, nắm thăng luôn đấy. Đấy, xong bắt đầu ta vịn vào cái điểm yếu, từ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không được, từ, thôi đã phán thôi. Rồi, đây, đơn giản như vậy thôi các bạn. Và các bạn ơi, đừng ngủ quên là mình đã có bách làm lại cho tất cả các bạn những cái kinh nghiệm, những trận đấu mình gọi là hay nhất của bản thân mình để dành tặng cho tất cả các bạn. Có thể là xem, có thể buồn thì ngồi xem thôi. Chứ thực sự là mình cũng, nói chung cùng chả nào có gì ở hiện tại với Dư cả, bởi vì cái hiện tại với Dư nó có rất nhiều chuyện, cho nên là mình không thể là nói được. Hy vọng một ngày nào đó thì anh em chúng ta có thể tâm sự để hiểu nhau hơn. Còn bây giờ thì mỗi ngày 10 giờ sáng mỗi ngày thì các bạn có thể là lên kênh Mưa Sướng của mình, các bạn có thể xem được những clip và mình sẽ truyền đạt các bạn những kinh nghiệm siêu hay ở đấy. Và các bạn đừng quên đăng hay để lại cho mình một nút bình luận và một nút like các bạn nhé, để mình có thể là biết là các bạn đang xem.
thì mình sẽ cố gắng là hiểu các bạn hơn để mình có thể làm những chất tướng, những clip, những vị tướng để có thể phù hợp với lối chơi các bạn hơn đấy. Kiểu đơn giản như vậy, cho nên là các bạn đừng có tiếc cho mình một nút like nhé. Bởi vì khi mình làm những clip như thế này thì nói chung nó rất là kỳ công đấy. Không phải đơn giản là ngồi ta chơi một clip như này đâu. Bởi vì là thường khi làm một clip ấy thì mình phải nghĩ một cái nội dung. Chẳng hạn như hôm nay một làm con du cá thì phải chơi như nào ta. Xong bắt đầu chơi xong bình luận. Đấy cả chơi cái nói. Rồi bắt đầu xong bắt đầu khi mà nghỉ dũng chơi phải chơi vài trận chứ. Ví dụ muốn chơi một cái trận nội dung như này ấy, nhưng mà lại chơi cái trận đồ đó ráng cái nội dung khác thì lại phải làm lại đấy. Cho nên nó rất là lằng nhá lằng nhằng, cho nên là các bạn phải hiểu là công sức làm clip nó lâu lắm. Cho nên là mong anh em có thể để cho mình một like đấy, làm clip có thể khi nó mất cả được nửa ngày ấy, mất cả 10 tiếng ấy, 8 tiếng 7 tiếng ấy là có đấy. Nhưng mà các bạn bỏ ra cho mình vì không mình một giấy thôi đấy, cho mình một nút like để mình có động lực. À, cái thằng Mắc này mình thề cái chiêu ba của nó thì lần này dư nó dung của mình hết con gì nữa. Cha cái thằng Mắc này thực sự không hiểu là cái kiếp trước mình nở gì nó mà nó chơi cái thế cơ chứ. Này cái phá này mình đẩy trên này là win đây này, đây đẩy trên này thả rồng phát win anh em này. Đấy, ôi tí binh kìa, còn hai thằng thủ được. Ok, đơn giản thả rồng phát lá lên là win luôn đó. Đấy, bây giờ cản tím nóng cho bên này, cản hay. nó thật ra các bạn nhá, clip đến đây kết thúc và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và tất cả các bạn ơi mà yêu, bye bye, xong anh nhá.